Xin chào mọi người, hôm nay mình mua một cái máy hàn trên sen đỏ này. Thì giá là 1.251.000 này. Vừa mang về bóc ra. Shop cũng nhiệt tình mà cho thử hàn. Đây, chiếc máy đây nhìn rất là bé. Đo kích thước chiều rộng 8 phân rưỡi này. Chiều dài 20 phân, chiều cao 12 phân, rất là bé, to hơn cái được kèm dây này, búa gõ xỉ, mặt nạ này. Mình sẽ thử test cho mọi người xem nào. Con máy này hơi kêu một tí, kêu một quạt gió. Sắt 24 nhé. Mình để mức 85 đi. Chung là hàn cũng bé nhưng mà cũng được. Hàn thử cây sắt V rồi nhé. Thank you.
Sắt V hơi dính. Từ mình sẽ phải để mắc. Mắc ở điện nhà mình hiện đều có 119 đấy. Khỏe phết. Nói chung là tầm giá này mua con máy này là cũng ổn rồi, đủ dùng gia đình. Cảm ơn mọi người nhé.